Trước hết là tôi nghe tạ ơn Chúa ngày vui hôm nay là ngày tình yêu Chúa ban cho chúng ta, mà tôi cũng có cơ hội, để lên đây. Nãy vừa nghe ông bà mục sư kể cái chuyện nhưng mà hôm nay ngày vui nhất Chúa đã ban cho chúng ta có cơ hội cũng như tôi đây. Tôi thấy tôi rất là cái cơ hội này là tôi năm nay như vậy mà tôi còn được đứng đây để nghe những lời tâm tình với hội thánh yêu thương với nhau. Tôi thấy là quá vui, quá thỏa lòng. Tôi không mong ước gì hết, ngày nào Chúa cho còn tạm ở đây thì Chúa cho còn thì tình yêu thương của Chúa gắn bó như thế này, tôi rất là tạ ơn Chúa vô cùng. Và sau khi đó thì tôi cũng có cái món quà nhỏ để lì xì cho hai ông bà.